Chào anh. Chào các anh. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi muốn mời anh về trụ sở cơ quan điều tra để làm việc. Nội dung làm việc là gì? Chúng tôi muốn làm rõ mối quan hệ giữa anh và bà Ngọc, nghi phạm sát hại ông Đồng Xuân Huynh, tránh thanh tra sở xây dựng. Các anh có nhầm lẫn không? Tôi đâu biết bà ta. Biết hay không thì mời anh về trụ sở cơ quan điều tra sẽ rõ. Mời anh. Nếu em muốn, anh có thể bới tung tất cả để có câu trả lời cho em. Chỉ xin em hiểu cho anh không hèn hạ đi hại chồng em như vậy. Dù anh là kẻ bất chấp thủ đoạn, nhưng trong chuyện tình cảm, anh luôn cố gắng sòng phẳng. Anh yêu em. Và anh muốn có được em một cách đàng hoàng. Xin lỗi, nhưng trái tim tôi chỉ thuộc về người đàn ông đang nằm ở trong phòng kia. Lần ra chiếc xe gây tai nạn chưa? Báo cáo, xe ăn cắp từ bãi xe gửi qua đêm. Anh em đang truy lùng kẻ đánh cắp. Đã đến lúc là hết các lá bài lên rồi.